Xin chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin bất động sản của công ty cổ phần tập đoàn Mayland Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây Xem xét giữ nguyên nhóm nợ cho doanh nghiệp bất động sản 225 căn hộ nhà ở xã hội mở bán cho thuê tại quận Nam Tử Liêm Nhiều khu đất được đấu giá khởi điểm hàng chục tỷ đồng Thưa quý vị, văn phòng chính phủ có công văn gửi Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về các giải pháp hỗ trợ cho sự phát triển của khối doanh nghiệp và các doanh nghiệp bất động sản. Cụ thể Thủ tướng giao Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước với chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao sớm đưa ra các biện pháp cụ thể nhằm tháo gỡ các vướng mắc hiện tại về pháp lý cho các dự án bất động sản. Xem xét giải quyết theo thẩm quyền về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho các dự án bất động sản. Nếu vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền về kiến nghị của Hiệp hội xây dựng và vật liệu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (SACA), Hội kỹ sư xây dựng Việt Nam (VSCE) và Tập đoàn xây dựng Hòa Bình về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ. Trước đó, các doanh nghiệp bất động sản, xây dựng đã gửi đơn kiến nghị đến Đảng, Chính phủ nêu rõ hầu hết các doanh nghiệp đều trong tình trạng bị chủ đầu tư nợ dẫn đến nợ ngân hàng nợ nhà cung cấp nợ nhà thầu phụ nợ lương nhân viên và cả nợ thuế nhiều dự án nhiều công trình trong đó có các công trình sắp hoàn thành cũng phải dừng thi công nhiều đơn hàng xuất khẩu của các nhà sản xuất vật liệu xây dựng không thể thực hiện được do đó saca vsce và tập đoàn xây dựng hòa bình kiến nghị chính phủ cho phép các ngân hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ Thời gian được cơ cấu là 24 tháng, áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, cũng như đối với các chủ đầu tư dự án bất động sản. Sở xây dựng Hà Nội vừa có thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội đợt 1, dự án nhà ở xã hội tại ô đất HH02A, thuộc dự án nhóm nhà ở Đông Nam, đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm. Dự án do công ty cổ phần đầu tư xây dựng NHS là chủ đầu tư, đại diện liên danh chủ đầu tư công ty cổ phần đầu tư xây dựng NHS và công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 4, xây dựng trên ô đất có diện tích 2.726,1m2, quy mô dân số khoảng 560 người, 275 căn hộ. Hiện chủ đầu tư đang đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại ô đất HH02A. Đợt này, Sở Xây dựng cho biết có tổng số 225 căn hộ nhà ở xã hội mở bán và cho thuê, diện tích từ 69,9m2 đến 76,8m2. Trong đó có 157 căn để bán và 68 căn là để cho thuê. Giá bán là 19.523.116 đồng 1 mét vuông đã bao gồm VAT và chưa có chi phí bảo trì. Giá cho thuê là 99.081 đồng 1 tháng 1 mét vuông đã bao gồm VAT và chi phí bảo trì các đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội nộp hồ sơ tại địa chỉ tầng 1 nhà NO9B1, khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ nay đến ngày 11 tháng 5 năm 2023. Thời gian ký hợp đồng mua thuê căn hộ trong quý 2, quý 3 năm 2023. Thời điểm dự kiến bàn giao căn hộ trong quý 1 năm 2025. Liên quan đến nhà ở Hà Nội, thời gian qua thị trường vẫn ghi nhận thiếu nguồn cung các dự án mới. Theo báo cáo của Savio Việt Nam, công ty chuyên về nghiên cứu, phát triển tư vấn, vận hành, bất động sản, nguồn cung căn hộ quý 4 năm 2022 đã ở mức thấp nhất kể từ năm 2015. Chi cục thi hành án dân sự quận 1 thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo đấu giá tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. Cụ thể, tài sản giao bán là một bất động sản tại địa chỉ 112 đường Bùi Viện, phường Phạm Vũ Lão, quận 1. Thửa đất có diện tích là 40,9 m2, tài sản gắn liền với đất là nhà ở riêng lẻ có diện tích xây dựng 92,21 m2. Giá khởi điểm của tài sản trên là hơn 27 tỷ đồng, chưa bao gồm thuế VAT, tương đương gần 660 triệu đồng một mét vuông. Đáng chú ý, nhà đất trên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Cơ quan thi hành án dân sự chưa thu hồi được bản chính giấy phép mua bán, chuyển dịch nhà cửa của tài sản nêu trên khách hàng phải tự xác minh tình trạng quy hoạch của tài sản và tự chịu trách nhiệm khi tham gia đấu giá. Theo tri cục thi hành án dân sự quận 1, vị trí trên thuộc khu vực đất phức hợp chủ đạo chức năng khách sạn theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1 trên 2.000, khu trung tâm hiện hữu thành phố Hồ Chí Minh 930 hectare. Trước đó cuối tháng 3, cơ quan này cũng thông báo đấu giá nhà đất tại 212A3, gạch 6A, Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 với giá khởi điểm là 3,4 tỷ đồng. Hay hai cá nhân cũng có nhu cầu đấu giá quyền sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất tại 263, gạch 6, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, có diện tích là 52,4 m2 với giá 10,7 tỷ đồng. Không chỉ tri cục thi hành án dân sự, ngân hàng Agribank chi nhánh Trường Sơn cũng có nhu cầu thanh lý đấu giá nhà đất tại khu vực trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, nhà băng này đang đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất tại 17A đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Thửa đất có diện tích là 40,2 m2, diện tích sàn là 165,4 m2, giá khởi điểm là 15 tỷ đồng hay Agribank chi nhánh Sài Gòn cũng vừa thông báo đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại 206 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích của lô đất trên là 162,6 m2 và có giá khởi điểm là 35,3 tỷ đồng. Mức giá này đã giảm gần 10 tỷ đồng so với lần thông báo đấu giá đầu tiên hồi tháng 5 năm 2022 của nhà băng này ở mức 45,7 tỷ đồng. Theo quyết định 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 trên địa bàn quận 1, giá đất tại khu vực trung tâm vẫn rất cao. Trong đó đất ở trên đường Nguyễn Huệ đồng khởi cao nhất là 162 triệu đồng một mét vuông giá đất đường Bùi Viện gần 53 triệu đồng một mét vuông, đường Nguyễn Trãi giao động 66 đến 88 triệu đồng một mét vuông, đường Trần Đình Xu là hơn 31 triệu đồng một mét vuông. Tuy nhiên trên thực tế, giá bán nhà đất thực tế tại các khu vực này cao gấp nhiều lần so với bảng giá đất của thành phố. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin bất động sản của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.